ngày mới lên trên quê hương này, biết bao công trình, biết bao người dựng xây, biết bao trang sử về bác ở đó, biết bao người con đã hy sinh để ngày hôm nay tươi đẹp nước non này. Kìa thành phố rực rỡ hoa đăng, đã bao mùa xuân, biết bao mùa rừng xây.
năm 2024 của Đoàn Nghệ thuật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc hoàn diễn của chúng ta thành công rực rỡ.